Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khỏe Đẹp Online. Quý vị và các bạn thân mến, đậu phụ là thực phẩm thường hay có mặt trong các bữa cơm gia đình, được chế biến thành những món như đậu rán, đậu sốt cà chua, đậu nấu canh. Đậu phụ từ lâu được coi là món ăn lành tính, đặc biệt là cung cấp đạm cho những người ăn chay. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích không thể chối cãi của đậu phụ thì cũng có những mặt trái mà chị em cần phải biết. Vì quá kỳ vọng vào dinh dưỡng trong đậu phụ, nhiều người chọn đậu phụ ăn thay rau. Đồng thời do giàu protein nên mọi người coi đậu phụ là thịt động vật. Bên cạnh đó, nhiều người có nhu cầu giảm béo còn chọn đậu phụ là thực phẩm chính và có thể ăn no. Vào năm 2015, một người đàn ông đến từ Trung Quốc đã khiến các bác sĩ phải vô cùng kinh ngạc khi gắp ra được 420 viên sỏi thận trong cơ thể. Và điều còn khiến nhiều người ngạc nhiên hơn nữa, đó chính là nguyên nhân gây ra chứng sỏi thận nghiêm trọng này lại xuất phát từ một món ăn quen thuộc với mọi người, đó chính là đậu phụ. Thực tế, các nhà khoa học từ lâu đã phát hiện ra rằng đậu phụ cũng có những bất lợi có thể trở thành tác nhân gây hại cho sức khỏe mà chúng ta thường hay bỏ qua. Mời quý vị cùng Khỏe Đẹp Online theo dõi video dưới đây để tìm hiểu về 7 tác dụng phụ vô cùng đáng sợ của đậu phụ. Thứ nhất, ung thư vú. Đậu phụ chứa phytoestrogen hay còn gọi là chất estrogen nền của thực vật. Các hợp chất này có thể ngăn chặn sự sản estrogen bình thường trong cơ thể và gián tiếp gây ra ung thư vú. Một số nghiên cứu khoa học cho thấy đậu phụ cung cấp dinh dưỡng cho các tế bào ung thư vú. Nó có thể phụ thuộc vào lượng đậu phụ mà bạn nạp vào cơ thể. Nhưng các chuyên gia cho rằng nếu bạn đã đang bị ung thư vú hoặc gia đình có tiền sử căn bệnh này thì tốt nhất là nên tránh xa đậu phụ ra. Thứ hai, các vấn đề về tim mạch. Từ trước đến nay, đậu phụ thường được quảng cáo rộng rãi với công dụng thần kỳ khi thay thế thịt để cung cấp các chất dinh dưỡng cho con người và đậu phụ chứa đậu nành có lợi cho tim. Nhưng một nghiên cứu mới đây đã được công bố và kết quả vô cùng đáng ngạc nhiên. Các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến ảnh hưởng của chế độ ăn giàu chất đạm đậu nành đối với bệnh cơ tim phì đại. Tình trạng khi cơ tim trở nên dày hơn khiến tim khó bơm máu hơn. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Clinical Investigation cho thấy những chú chuột bạch ăn đậu nành có biểu hiện bệnh tồi tệ hơn so với những chú chuột bạch có chế độ ăn không đạm đậu nành, thay vào đó là protein từ sữa. Kết quả nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng cho thấy chế độ ăn giàu đậu nành có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch. Thứ ba, gây gián đoạn tuyến giáp. Đậu phụ được làm từ đậu nành và trong đậu nành có chứa hợp chất goitrogen, đặc biệt là isoflavone và genistein. Những goitrogen này có tác hại chèn tuyến giáp, gây trở ngại cho sản xuất các hormone tuyến giáp và đặc biệt là gây ra chứng suy giáp. Nhiều phụ huynh nghĩ rằng cho trẻ sơ sinh uống sữa đậu nành là lành mạnh, nhưng sự lựa chọn này là hoàn toàn sai lầm. Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Active of Disease in Childhood cho thấy lượng đậu nành nạp vào cơ thể có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta ngay từ khi còn rất nhỏ, đặc biệt là với những người có chứng suy giáp bẩm sinh. Theo một nghiên cứu khác vào năm 2014, trẻ em uống sữa đậu nành gặp phải tình trạng gia tăng hormone kích thích tuyến giáp kéo dài so với trẻ em sử dụng sữa khác. Vì vậy, có thể xếp trẻ em vào nhóm người không nên uống sữa đậu nành. Thứ tư, thay đổi gen di truyền. Năm 1994, đậu nành biến đổi gen đầu tiên trên thế giới đã được Monsanto đưa vào thị trường Hoa Kỳ và được sử dụng để làm đậu phụ. Loại đậu nành này có tên là GMO và có khả năng chịu được thuốc diệt cỏ. Trong một bài tổng quan được công bố trên tạp chí Environment Science Europe, 19 nghiên cứu trên động vật có vú được ăn đậu nành GMO trong suốt 90 ngày đã có chung một kết quả. Chúng cho thấy các vấn đề về gan và thận có ảnh hưởng của đậu nành GMO. Thận bị ảnh hưởng nhiều nhất, các thông số bị thay đổi tới 43,5% ở các loại động vật giống đực. Còn ở giống cái, gan là bộ phận bị tổn thương nhất khi có 30,8% các thông số không còn nguyên vẹn. Thứ tư, các vấn đề về nhận thức. Một nghiên cứu hợp tác giữa Mỹ và Nhật Bản đã chứng minh đậu phụ có ảnh hưởng đến bệnh sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer. Hai căn bệnh này có những tác động tiêu cực đến sức khỏe não bộ. Đặc biệt, những người thường xuyên ăn đậu phụ từ tuổi thanh niên đến trung niên sẽ có khả năng nhận thức thấp hơn khi về già và nguy cơ chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer ngày càng gia tăng.
Thứ sáu, thiếu hụt B12 và vitamin D. Mặc dù trong đậu nành có chứa một chất tương tự như B12, nhưng những chất ấy lại không thể làm tròn nghĩa vụ giống như B12. Đó là lý do vì sao các thực phẩm làm từ đậu nành như đậu phụ lại góp phần không nhỏ đến tình trạng thiếu hụt B12 của cơ thể, đặc biệt là ở những người ăn chay. Đậu phụ làm gia tăng nhu cầu vitamin D của cơ thể, có nghĩa là ăn đậu phụ còn gia tăng sự thiếu hụt vitamin D và đẩy tình trạng này tới mức tồi tệ hơn. Thứ bảy, gây khó khăn cho hệ tiêu hóa. Các sản phẩm đến từ đậu nành như đậu phụ có chứa các chất ức chế enzyme mạnh, ngăn chặn hoạt động của enzyme trypsin ở tụy, cũng như các enzyme proteolytic cần thiết cho sự tiêu hóa protein. Điều này không chỉ làm phá vỡ quy trình tiêu hóa lành mạnh mà còn gia tăng các bệnh liên quan đến tụy. Sau đây là những lưu ý cần tránh khi ăn đậu phụ. Đậu phụ và những sản phẩm từ đậu phụ đều rất tốt cho cơ thể, nhưng không phải ai cũng hiểu được những lợi ích và tác dụng phụ của chúng mang lại. Nếu không muốn bị ảnh hưởng đến sức khỏe, các bạn nên nhớ đừng kết hợp những thực phẩm này với đậu phụ. Thứ nhất, trứng gà. Mọi người đừng bao giờ kết hợp trứng gà và đậu phụ với nhau, bởi theo đông y, hai loại thực phẩm này đều giàu protein, ăn chung sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thụ protein của cơ thể. Thứ hai, măng tre. Canxi sunfate được tìm thấy trong đậu phụ khi kết hợp với axit oxalic trong măng tre sẽ tạo thành canxi oxalate, dễ tạo thành sỏi thận. Thứ ba, thịt dê. Khi nhắc đến các loại thực phẩm tuyệt đối không được ăn chung với đậu phụ, chúng ta phải nhắc ngay đến thịt dê. Theo đông y, đậu phụ có vị ngọt, hơi hàn, trong khi đó thịt dê lại đại nhiệt, động hỏa, tác dụng ngược lại của đậu phụ. Chính vì thế, nếu bạn ăn liên tục hai thứ này với nhau có thể dẫn đến mắc bệnh vàng da và phù chân. Bên cạnh đó, cả hai loại thực phẩm này đều rất giàu protein, nên nếu kết hợp cả hai loại này sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ protein của cơ thể. Thứ tư, cải bó xôi. Mọi người hãy tránh ăn đậu phụ cùng với rau cải bó xôi. Loại rau lá xanh này có chứa nhiều diệp lục, sắt và axit oxalic, trong khi đó đậu phụ lại là nguồn cung cấp protein, chất béo, canxi cho cơ thể. Khi kết hợp hai loại thực phẩm này sẽ lãng phí canxi. Thứ năm, hành lá. Nhiều người có thói quen sốt đậu phụ cà chua đều cho thêm một chút hành lá vào cho thêm hương vị và màu sắc. Tuy nhiên, sự kết hợp này lại không tốt cho sức khỏe. Được biết, trong hành lá có chứa lượng lớn axit oxalic. Chất này khi gặp calcium trong đậu phụ sẽ thành chất khó hòa tan có tên gọi là calcium oxalate. Chất này sẽ giúp quá trình hấp thụ canxi trong cơ thể khó khăn, lâu ngày có thể gây thiếu canxi trầm trọng, đồng thời sẽ dễ bị sỏi thận. Thứ sáu, mật ong. Mật ong cũng là một trong những cái tên được liệt kê trong danh sách thực phẩm cấm kỵ ăn cùng với đậu phụ. Hai loại thực phẩm này khi kết hợp với nhau có thể khiến bạn bị tiêu chảy. Bên cạnh đó, trong mật ong chứa nhiều enzyme, còn trong đậu phụ lại chứa nhiều chất khoáng. Bởi vậy, ăn chung hai thực phẩm này sẽ sinh ra phản ứng không tốt cho cơ thể. Giật mình bốn tác hại của mùng tơi chưa từng biết đến. Mùng tơi là loại thực phẩm rất quý, tuy nhiên nếu quá lạm dụng, loại rau này vẫn có thể gây ra những tác hại không mong muốn cho cơ thể. Mùng tơi là loại rau ăn phổ biến được ưa chuộng trong những ngày hè. Một bát canh cua rau mùng tơi có lẽ sẽ là tâm điểm thanh nhiệt giúp giải phóng cái nóng nực khó chịu đem lại sự ngon miệng cho người ăn. Nhưng ít ai biết được rằng rau mùng tơi ngoài giá trị làm thực phẩm còn có tính dược lý rất cao. Vào thời xưa, khi người ta chưa biết sử dụng mùng tơi làm rau ăn thì loại rau này đã được dùng để làm thuốc. Theo đông y, rau mùng tơi có vị chua, ngọt, tính mát, không độc vào năm kinh tâm, can, tỳ, đại tràng và tiểu tràng. Công dụng chính của rau mùng tơi là thanh nhiệt, hoạt tràng, lương huyết, giải độc. Rau mùng tơi có đặc điểm nổi bật là chứa rất nhiều chất nhầy. Chất nhầy này có hiệu quả giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, kích thích các nhu động ruột và có tác dụng nhuận tràng tốt. Chính vì vậy, rau mùng tơi có công dụng đặc biệt trong việc điều trị bệnh táo bón. Những người bị táo bón lâu ngày, phân khô, cứng thường có biểu hiện nặng bụng hoặc sôi bụng, có khi là đau quặn bụng vùng dưới hoặc quanh rốn. Trường hợp này, ăn rau mùng tơi hàng ngày sẽ có tác dụng điều trị bệnh rất hiệu quả. Đồng thời, chất nhầy trong mùng tơi còn có tác dụng ngăn chặn quá trình hấp thu chất béo trong đường tiêu hóa. Chính vì vậy, mùng tơi rất có ích cho những người muốn giảm cân hoặc bệnh nhân có rối loạn mỡ máu. Đặc tính nổi bật không kém của rau mùng tơi là tính thanh nhiệt. Theo đông y, mùng tơi có tính hàn không độc, có tác dụng hoạt trung, tán nhiệt, lợi đại tiện, không chỉ thanh nhiệt khi dùng làm thực phẩm. Nếu bị bỏng nhẹ ngoài da
Cũng có thể dùng mùng tơi giã nát đắp vào vết bỏng làm mát da, giải độc, giúp mau lành vết bỏng. Đồng thời, việc dùng rau mùng tơi làm thực phẩm hàng ngày cũng giúp dưỡng da, trị rôm sẩy, mụn nhọt hiệu quả, giải nhiệt trong mùa nóng. Mùng tơi có tác dụng tăng cường và lưu thông tân dịch trong cơ thể, cho nên ở những đối tượng hay bị khô nóng trong người, tiểu dắt, phân khô cứng khi sử dụng cũng mang lại hiệu quả tốt. Chỉ dựa vào hai công dụng nổi bật này đã thấy rằng mùng tơi là loại thực phẩm rất quý. Tuy vậy, nếu quá lạm dụng, rau này vẫn có những hạn chế nhất định. Hãy chú ý những mặt trái dưới đây của mùng tơi để biết cách ăn uống hợp lý, tránh lạm dụng, giúp cho loại rau này phát huy được những giá trị dinh dưỡng của nó. 1. Mùng tơi có thể gây kém hấp thu. Trong mùng tơi có chứa hàm lượng axit oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi, khiến cho cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng trên. Nhưng nếu ăn kèm rau mùng tơi với các thực phẩm giàu vitamin C như nước cam hoặc cà chua thì cơ thể sẽ dễ dàng hấp thụ axit và sắt. 2. Ăn nhiều mùng tơi có thể gây sỏi thận. Rau mùng tơi chứa nhiều purin, hợp chất hữu cơ khi đi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric làm tăng nguy cơ phát triển của sỏi thận. Các axit oxalic trong rau mùng tơi làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu dẫn đến sỏi thận ngày càng phát triển. 3. Mảng bám ở răng. Ăn rau mùng tơi sẽ có cảm giác như răng có mảng bám hoặc nhớt. Nguyên nhân là do các axit oxalic trong thực phẩm này không hòa tan trong nước mà bám lại ở răng. Chính vì thế, sau khi ăn mùng tơi cần đánh răng để loại bỏ mảng bám này. 4. Gây khó chịu trong dạ dày. Rau mùng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ. Một chén rau mùng tơi nấu chín có chứa 6 gram chất xơ. Mặc dù chất xơ rất cần thiết cho quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu. Cũng chính vì đặc tính này của rau mùng tơi nên người tỳ vị hư hàn, bụng lạnh, ỉa chảy, đại tiện lòng nên hạn chế sử dụng. Nếu cố tình sử dụng rau mùng tơi, tình trạng bệnh sẽ càng thêm nặng. Chúc các bạn khỏe mạnh với rau mùng tơi. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.